Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Sáng Tạo Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review về chiếc đồng hồ vạn năng ZTS4 mình vừa mới đặt trên Tiki. Giá của chiếc đồng hồ này á, trọn bộ là 310.000. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử xem những chức năng gì đã được tích hợp trên chiếc đồng hồ này. Thì phụ kiện kèm theo thì gồm có là một chế độ nhiệt độ, hai quy đo và một cặp pin. Ở đây thì cặp pin chúng ta vặn ốc vít vào chúng ta gắn vào. Ở đây thì mình gắn sẵn rồi. Đầu tiên thì khởi động chiếc đồng hồ này lên, nhấn dễ phím nguồn đó. Các bạn dễ coi. Thì ở chiếc đồng hồ ZTS4 này á, nó là bản nâng cấp của những chiếc đồng hồ ZTS1, S2 và S3. Thì bản nâng cấp nó sẽ có những cái gì là nó có được kia. Thứ nhất là đo được tần số nè, nó đo được nhiệt độ nè, và một số nhiều tính năng khác. Ở chế độ auto này thì chúng ta có thể thoải mái đo và dòng điện xoay chiều, dòng điện một chiều, điện trở, tần số vân vân. Nó sẽ thích hợp cho đối với những người mà mới vào ngành điện tử mà chúng ta chưa biết sử dụng đồng hồ một cách thành thạo. Về dây đo thì nhìn khá là chắc chắn, quy đo thì làm khá là bài bản. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo chế độ auto, cắm quy đo vào. Chúng ta sẽ tiến hành đo điện trở. Chú ý là các bạn không nên chạm hai tay trực tiếp vào quy đo, bởi vì cơ thể chúng ta nó cũng có điện trở nhất định. Cho vậy là chuối là không được chạm hai tay nha. Một phẩy một kilo ohm. Đây là thằng đo điện trở. Chọn chế độ đo tụ điện. Tụ điện này thì có giá trị là 15 microfarad. Giá trị là 15 microfarad. Khá là chuẩn. Số tụ này là 100 microfarad. Một microfarad khá là chính xác. Đối với tụ này là 470 microfarad. Thì 470 microfarad thì nó còn gần tương đương với khoảng 0.5 microfarad. Thì ở thang đo mà điện dung của tụ điện á, thì chúng ta phải chờ là hơi là lâu một tí để đồng hồ tự tính toán sang chế độ phù hợp với giá trị của tụ điện. Thì khi các bạn tiến hành đo led á,
tất cả đèn led á, thì chúng ta sẽ tiến bật qua thêm ra diode, thì led này cũng là diode phát quang thôi. Một phẩy bảy số chín, đây là điện thế của cái diode này, điện áp của diode này. Ngoài ra thì còn có chức năng là nổ thông mạch, mình cách là khi ta chạm hai quy rõ vào thì nó sẽ điều tiền ở đâu thông mạch, sẽ có báo hiệu bằng âm thanh và đèn báo. Đó là chức năng kế tiếp là chức năng đo nhiệt độ. Mình sẽ gắn cái đo nhiệt độ này vào và bật chức năng đo nhiệt độ. Ở đây mình có sử dụng một cục đá để mình đo nhiệt độ. Các bạn xem nhiệt độ xuống rất là nhanh. Khi mình chạm trực tiếp vào đá thì nhiệt độ này nó còn giảm xuống nhiều nữa. Đó, khi lấy ra cái này thì khi chúng ta để ở phòng thì cũng có thể nó biết được nhiệt độ phòng của mình là bao nhiêu đó. Đó là chức năng đo nhiệt độ. Thì ngưỡng đo nhiệt độ của nó thì nằm trong khoảng mình nhớ không nhầm là âm 50 độ C cho tới 700 độ C, giá trị tương đối lớn. Tiếp đến là một cái chức năng là nếu mà trong ban đêm á, chúng ta đo thì cái đồng hồ này cũng có đèn nền nữa, đèn nền của màn hình, thì cách là phải ấn dãy phím zero này. Đó, thì khi đó thì cái đèn phía sau này nó cũng sẽ phát sáng. Nếu không sử dụng thì các bạn nhấn dãy phím zero này nó sẽ tự tắt. Tiếp đến là chức năng phát hiện được là dây dẫn có điện áp hay là không. Thì đối với dây dẫn thì đây là dây dẫn có dòng điện là sẽ chiều nha. Chạy điện một chiều chúng ta không thể nào nhận biết được. Nếu dòng sẽ chiều á thì đối với một số nhà mà khi chúng ta xây điện âm tường á mà không biết được nó đứt tại vị trí nào thì chúng ta sẽ thử chức năng này. Thì cách là nhấn giữ phím click rồi dí sát vào đường dây mà chúng ta nghi ngờ. Đó, bốn lắc như thế này là dây vẫn hoạt động bình thường, nhưng khi càng giảm xa thì nó càng yếu. Ngoài ra chức năng auto này mình sẽ đo dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều và cũng như là tần số. Nói là chúng ta sẽ đo dòng điện xoay chiều. Đó, đây là chức năng đo dòng điện xoay chiều. Thì dòng điện xoay chiều của mình hiện tại là 222V. Đó là chức năng đo dòng điện. Một chức năng khác là chức năng đo tần số.
Thì tần số dây điện bên mình là 50 Hz. Ngoài ra còn một chức năng nữa là nếu các bạn muốn biết được bên nào là dây lửa và bên nào là dây trung tính mà không có bút chế điện thì chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ bản năng này. Bằng cách sử dụng chúng ta tháo một rác ra, nhấn giữ phím select rồi cắm vào. Khi cắm vào mà có đèn báo và âm thanh thế này thì chắc chắn dây này là dây lửa. Dây này thì không có là không phải. Đó. Ngoài ra ở chế độ auto này thì mình sẽ tiến hành đo dòng điện một chiều để xem thử là có thể đo được. Ở đây mình có một bình ắc quy 12V. DC 12V. Đổi nguồn xem, đổi đầu xem như thế nào. Mười hai vôn. Rồi tiến hành đo dòng xe chiều. 220V, 221V. Thì đó là chế độ auto. Tóm tắt lại á, thì đối với đồng hồ vạn năng GT4 này á, nó khá là nhỏ gọn nên là rất thuận tiện đối với những người mà mới tập tành bước vào nghề. Còn đối với những anh em nào mà am hiểu về cách đo rồi ấy, thì sử dụng còn càng dễ hơn nữa vì nó tích hợp nhiều chức năng trên này. Thì link các bạn mua sản phẩm này á, thì mình sẽ để ở dưới video. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích á, hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Chào thầy, xin chào và hẹn gặp lại.